Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 9 và đón bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tới dự có đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Đào Việt Trung, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng chí Cao Đức Phát, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương, các đồng chí Phó trưởng các ban đảng Trung ương, thành viên Hội đồng Thẩm định đề nghị công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Về phía lãnh đạo tỉnh Hưng Yên có các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đặng Văn Cảo, Nguyễn Đình Phách, Cao Văn Cường, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Văn Thông, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ, cùng trên 200 đại biểu ưu tú được chọn từ các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các đơn vị, doanh nghiệp và các huyện, thị xã, thành phố. Diễn văn khai mạc đại hội thi đua do đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh trình bày khẳng định, đây là sự kiện chính trị quan trọng và có nghĩa sâu sắc trong đời sống xã hội, khẳng định sự phát triển của phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng 5 năm qua và công tác xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó đã có sức tập hợp thu hút các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh vượt khó vươn lên, góp phần làm nên những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hưng Yên trở thành nhóm 16 tỉnh thành trong cả nước, tự cân đối thu chi ngân sách và có đóng góp với ngân sách trung ương. Đồng thời, tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Kinh tế duy trì phát triển ổn định với chất lượng tăng trưởng từng bước được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên. GDP bình quân đầu người đạt gần 80 triệu đồng, sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo có nhiều chuyển biến tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Quốc phòng an ninh được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được củng cố tăng cường, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Những thành tựu và tiến bộ đó có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những thành tựu đã đạt được và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trong tỉnh, đánh giá thực chất ưu điểm của công tác thi đua khen thưởng trong 5 năm qua để phát huy và khắc phục những khuyết điểm, tìm ra các nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước 5 năm tới. Đại hội biểu dương và tôn vinh những tập thể cá nhân tiêu biểu, những gương điển hình tiên tiến xuất sắc đại diện cho các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân thuộc các thành phần kinh tế của tỉnh trong 5 năm vừa qua nhằm khơi dậy, cổ vũ sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nội lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và các ban, bộ ngành trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025. Sau lời khai mạc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tặng hoa chúc mừng đại hội. Báo cáo bằng hình ảnh qua những thước phim do Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sản xuất, trình chiếu tại đại hội khẳng định, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hưng Yên gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên với quyết tâm chính trị cao, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của tỉnh, nhất là nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và 18. Bằng sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, 10 năm qua, tỉnh ta đã đạt những thành tựu quan trọng, trở thành một trong những địa phương hoàn thành sớm mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong cả nước. Nhân dân đóng góp trên 800 tỷ đồng, trên 1,7 triệu mét vuông đất thổ cư, gần 700 hectare đất nông nghiệp, trên 1 triệu ngày công xây dựng nông thôn mới và các công trình phúc lợi công cộng. Tổng kinh phí đã thực hiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020 trên 143.000 tỷ đồng.
đến nay toàn tỉnh đã có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 123 xã so với năm 2015. 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 41 xã hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Điều đáng trân trọng và tự hào, vào đúng dịp tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, Hưng Yên vinh dự là tỉnh thứ 3 trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh còn tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, thi đua lao động sản xuất, thực hiện công tác an sinh xã hội, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, dạy tốt, học tốt và các phong trào thi đua khác gắn với phong trào thi đua, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, được tỉnh, ban, sở ngành, các địa phương đặc biệt quan tâm. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã có gần 900 tập thể cá nhân được nhà nước tặng thưởng các danh hiệu cao quý như huân chương độc lập, huân chương lao động, cờ và bằng khen của chính phủ. Gần 8.000 cá nhân tập thể được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua bằng khen và danh hiệu thi đua. Tham luận tại đại hội, đồng chí Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Mễ Sở, huyện Văn Giang được chọn là một trong 20 xã làm điểm xây dựng nông thôn mới và là xã về đích nông thôn mới sớm nhất tỉnh vào năm 2014. Tham luận chia sẻ kinh nghiệm phương pháp, cách làm hay để đạt được kết quả trong xây dựng nông thôn mới. Cô giáo Trần Thị Thúy, giáo viên trường Trung học phổ thông Đức Hợp, là giáo viên Việt Nam duy nhất nằm trong top 50 giáo viên toàn cầu do Tổ chức Giáo dục Ban Kỳ bình chọn, tham luận về đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã trao bằng công nhận tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Hưng Yên. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã quyết định tặng huân chương lao động hạng nhì cho đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy, huân chương lao động hạng nhất cho đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và tặng huân chương lao động cho 5 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã lên trao huân chương cho các tập thể cá nhân tại đại hội. Thủ tướng Chính phủ tặng cờ cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh trao cờ cho các đơn vị. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao bằng khen cho các cá nhân được Thủ tướng Chính phủ khen ngợi. Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cho 11 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 85 tập thể và 275 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể tiêu biểu. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 30 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 9 và đón nhận bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chúc mừng và biểu dương những kết quả trong phong trào thi đua yêu nước mà tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong những năm qua, đồng chí nhấn mạnh. Ở tỉnh Hưng Yên có những kết quả rất nổi trội trong xây dựng nông thôn mới. Một, chúng ta phát triển thiết chế hạ tầng, nhưng hạ tầng ở ven đô. Do đó, độ bền vững, độ lớn, tính hữu ích rất lớn. Đường cũng khác. Các thiết chế sản xuất, các thiết chế phục vụ đời sống, đường trường trạm hết sức chăm lo. Đó là điểm rất nổi trội. Điểm nổi trội thứ hai nữa là Hưng Yên rất chú ý đến tái cơ cấu nông nghiệp. Một cái tỉnh ven đô, chúng ta đã tận dụng được lợi thế cả gần 1 vạn hectare bãi sông Hồng.
cả một vùng ven đô, cả một cái thềm trũng, đâu đâu cũng sáng tạo, có mô hình mới. Do đó mới có cái chuyện là đến nay thì chúng ta bình quân đã tới 210 triệu trên một hecta canh tác. Rất nhiều điển hình, đâu cũng có điển hình, không chỉ nông nghiệp mà còn kinh tế nông thôn. Đấy, cuốn băng video clip chúng ta nhìn đấy, từ làm bánh, làm giò, làm chả, thủ công mỹ nghệ, một hệ sinh thái kinh tế chứ không chỉ nông nghiệp. Đó là cái điểm nổi trội thứ hai của Hưng Yên. Điểm nổi trội thứ ba của Hưng Yên đó là gì? Rất chăm lo đến an sinh các gia đình cách mạng, các thế hệ. Thế rồi là chăm lo người nghèo. Một cái tỉnh như vậy mà đến giờ phút này chỉ có 1,8% người nghèo thì cố gắng quá gì nữa. Và một điểm nữa chúng tôi đánh giá rất cao, đó là khả năng tổng huy động nguồn lực xã hội 143.000 tỷ trong 10 năm. Nhà nước từ trung ương đến cấp xã chỉ có 13,5%. Đúng thực sự một nghị quyết đi vào lòng người, một phong trào của dân, vì dân, dân làm, dân hưởng, chính quyền hệ thống đi cùng. Đó mới là chương trình bền vững. Phấn khởi hơn là những cái vùng tập trung đô thị. Do đó tôi rất chung vui với cái mục tiêu cao cả chúng ta đạt được trong 10 năm qua. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư tỉnh ủy cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, 5 năm qua, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và nghị quyết đại hội 12 của Đảng, tỉnh Hưng Yên đã đạt được những thành tựu quan trọng. Phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh được khơi dậy, phát triển mạnh hơn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nội dung các phong trào thi đua tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm với hình thức thi đua đa dạng phong phú, tạo sự chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Qua các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực công tác đời sống xã hội, được Đảng, Nhà nước và các cấp các ngành ghi nhận biểu dương. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi, tinh thần quyết tâm cao cùng sự đồng lòng của toàn hệ thống chính trị và nhân dân đã góp phần để tỉnh Hưng Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Để nối tiếp và phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sĩ đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau đây. Với tinh thần công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua, tiếp tục nâng cao chất lượng, nội dung, thường xuyên đổi mới hình thức tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nội dung thi đua cần tập trung vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Phát động các phong trào thi đua cần xác định rõ chủ đề, nội dung, hình thức và tiêu chí thi đua, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tạo sự tiến bộ rõ rệt trong phát triển kinh tế xã hội, tạo môi trường xã hội lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Phải thường xuyên đôn đốc kiểm tra và định kỳ tiến hành sơ kết tổng kết nhằm đánh giá đúng những kết quả đã đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế, từ đó rút ra được những cách làm hay, mới, sáng tạo và nhiều kinh nghiệm tốt để nhân rộng, kiên quyết khắc phục tính hình thức chạy theo thành tích, tăng cường thi đua trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, tập trung vào một số lĩnh vực như đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, phòng chống tệ nạn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng cơ quan, đơn vị, gia đình văn hóa.
Thời gian tới, cùng với việc quán triệt triển khai, cụ thể hóa, thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, phát huy cao độ nội lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Hưng Yên thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững. Về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể phải nắm vững mục tiêu và hệ thống các tiêu chí nông thôn mới để có cách làm chủ động, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và yêu cầu cấp thiết của người dân ở từng địa phương, phát huy cao nguồn nội lực, quán triệt phương châm không làm thay, tạo sức mạnh tại chỗ, xác định dân là chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới, lấy nền tảng sức dân là cơ bản, các ngành hỗ trợ định hướng giúp các địa phương thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đạt mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, xây dựng hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn đồng bộ và hiện đại, đảm bảo môi trường cảnh quan nông thôn sáng xanh sạch đẹp và an toàn, đời sống nông thôn giàu bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp hiệu quả cao. Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Hưng Yên đã giới thiệu một đại biểu khách mời và lựa chọn 12 cá nhân đại biểu chính thức của tỉnh Hưng Yên dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Đại hội đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, phấn đấu xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh trong cả nước như mong muốn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Thay mặt tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 với chủ đề Đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đưa Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh của toàn quốc. Phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 với chủ đề Đổi mới sáng tạo, phát triển toàn diện, nhanh và bền vững, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đưa Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh của toàn quốc với những nội dung cụ thể như sau: tiếp tục thi đua về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, trọng tâm là làm theo tấm gương đạo đức của Bác về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và người đứng đầu cơ quan đơn vị, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên và thế hệ trẻ theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các lĩnh vực về kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển hạ tầng khu cụm công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, xây dựng quản lý tốt quy hoạch, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, thi đua phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông dân khá giả, nông thôn văn minh, phát triển đồng bộ thương hiệu, thương mại, dịch vụ và du lịch, tăng cường công tác quản lý thu chi ngân sách, văn hóa xã hội cần đẩy mạnh và đổi mới căn bản toàn diện trong giáo dục đào tạo và ứng dụng khoa học công nghệ, quan tâm bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong công tác phòng chống dịch hiệu quả, đẩy mạnh phát triển văn hóa, thể thao và thông tin tuyên truyền, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua, cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập phát triển, cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025 về quốc phòng an ninh, tăng cường xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, phát huy sức mạnh quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua quyết thắng vì an ninh Tổ quốc. Hưởng ứng phong trào thi đua do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phát động, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh lên hưởng ứng phong trào thi đua. Bế mạc đại hội,
đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, thay mặt đại hội kêu gọi toàn đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong kháng chiến và những thành tích đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tỉnh Hưng Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh.